Đây, quay xuống rồi đây. Đấy, quay xuống rồi. À, không cho con kia ngồi, con kia chưa kịp lên là phóng rồi kìa. Con kia chưa kịp lên là phóng rồi kìa. Đây đây. Em ơi, em ơi. Ê. Con kia chưa kịp lên là phóng rồi. Vãi cả trưởng luôn. Đấy, em kia em chưa kịp lên là phóng luôn rồi. Đấy, em kia chưa kịp lên. Chưa kịp lên là phóng luôn. Chưa kịp lên phóng luôn. Khiếp thật đấy. Em còn chưa cả lên, xe được kìa. Đấy. Chưa kịp lên xe phóng mất tiêu luôn, phải cả trưởng ấy. Đấy khổ ấy. Để em hỏi em được coi. Em chưa kịp lên xe. Em nó phóng luôn rồi. Chưa kịp lên xe là phóng mất. Chưa kịp lên đây để em hỏi anh nhá. Em ơi. Em ơi. Anh nói này, anh bảo này, có mất tiền không? Cái gì ạ? Có mất tiền không? Mất tiền gì ạ? Em lên chốt nó có mất tiền không? Em đấy là em đi ngược đường nên là bị tắc thôi. Nhưng mà có mất tiền không ấy? Có lấy tiền của em không? Em chạy mà. Em chạy á? Sao con kia chạy nhanh thế, anh bẩy lại nó không đứng lại nữa.